Hello, xin chào tất cả mọi người. Hân đã quay trở lại rồi đây. Và đã khá là lâu rồi, kể từ cái vlog cuối cùng của Hân, Hân cũng không nhớ là lúc nào nữa. Nhưng mà bây giờ thì Hân đã có nhiều thời gian hơn và nhiều cảm hứng hơn để mình có thể quay lại với vlog. Nên là hy vọng là lần này sẽ lần cuối cùng Hân nói câu này, là hy vọng là Hân sẽ ra nhiều video hơn và có thể kết nối với các bạn qua nhiều chủ đề hơn. Và video ngày hôm nay Hân muốn chia sẻ một ít về cách mà Hân đã vượt qua được cái tình trạng mới chia tay. Quá trình đó Hân đã chữa lành mình như thế nào thì chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Thật ra thì cái lúc mà chia tay thì Hân cũng không có share lên Instagram hay là những cái mạng xã hội khác. Lúc đó Hân để cho mình một cái thời gian một mình để Hân có thể hồi phục được vậy. Cái lần chia tay này nó không có quá đau đớn thì cũng không đúng, nhưng mà cái cách mà mình vượt qua nó, cái cách mà mình đối diện với nó đã khác với mình so với những mối quan hệ trước. Nó đã khác với mình của ngày trước. Đi một cái quãng đường dài như vậy thì khi mình nhìn lại thì Hân cảm thấy là Hân đã trưởng thành rất là nhiều. Cái nhận thức của mình nó cũng thay đổi, cái niềm tin của mình nó cũng thay đổi. Cái khoảng thời gian đầu lúc mà chia tay xong thì tất nhiên là mình buồn chứ, đúng không? Tại vì nó như là một cái thói quen mà đã đi theo mình suốt mấy năm trời rồi, mình không thể nào đùng một phát là mình vui vẻ hay là đùng một phát là mình kiểu có thể vượt qua được liền. Và khi mà ở trong cái trạng thái chưa chấp nhận được á, thay vì dành thời gian để mình stalk người kia xem người kia đang như thế nào hay là đã có mối quan hệ mới chưa, thì Hân bắt đầu dành thời gian cho mình nhiều hơn bằng việc là Hân quay TikTok, Hân online Instagram nhiều hơn, Hân mở những cái ads và Hân chia sẻ cùng với mọi người, rồi Hân đọc sách. Và bên cạnh đó thì Hân vẫn luyện tập đọc tarot nè, rồi Hân đi chụp ảnh. Nói chung là Hân dành hết tất cả thời gian chỉ cho bản thân của mình thôi. Khi mà cái tình trạng buồn nó dần vơi đi á, Hân bắt đầu vào cái trạng thái là muốn flirting, muốn có mối quan hệ mới, hay là muốn có cái gì đó mới nó đến với cuộc sống của mình để mình có thể vui vẻ hơn. Mình có những cái dạng như là, các bạn có biết cái kiểu ego mà khi mà nó cảm thấy là tại sao mình độc thân rồi mà không có ai tán tỉnh mình hết, tại sao mình không có mối nào hết, kiểu kiểu vậy đó. Thì đó, Hân bắt đầu kiểu nói với bạn bè xung quanh là kiểu đùa thôi, là có ai thì giới thiệu cho Hân với. Và bên cạnh đó thì Hân cũng kiểu bật đèn xanh cho những người xung quanh. Thực sự là lúc đó Hân cảm thấy là cái hành động của mình nó cũng khá là trẻ con, và nó cũng như kiểu là chưa có, không phải là kiểu không chín chắn nữa, nhưng mà kiểu như là lúc đó Hân nhận ra là tại sao mình lại tiếp tục như vậy rồi, tại sao mình lại tiếp tục dựa vào những cái bên ngoài để mình lấp đầy cái khoảng trống bên trong mình. Tại sao mình vì cái cô đơn của mình vì cái chán chường của mình mà mình lại muốn một cái gì đó bên ngoài nó tác động vào để mình cảm thấy là mình không có cô đơn, mình không có trống trải đâu, mình rất là nhiều người thích mình, rất là nhiều người săn đón mình, tại sao mình phải như vậy. Xong bắt đầu Hân slow down, Hân chậm lại một tí, Hân lại bắt đầu dành thời gian một mình để Hân thật sự biết là mình đang cần cái gì. Cái mình cần là một mối quan hệ mới, hay cái mình cần chỉ là cái người ở bên cạnh để giết thời gian, để có thể khiến cho mình vui vẻ, giống như là mình đang tìm một cái thai cứu sinh cho mình. Nhưng mà ngộ lắm nha, những cái quá trình của Hân nó rất là nhanh. Nhưng như là cái khoảng thời gian Hân chấp nhận việc là Hân đã buông bỏ được cái mối tình cũ rồi, hay là việc mà Hân Hân nhận thức được là mình đang kiểu bị tác động mọi thứ từ bên ngoài á, xong mình dành thời gian cho mình á, kiểu nó rất là nhanh á, nó chỉ trong mấy ngày hoặc là trong một tuần, nhiều lắm là một tháng. Khi mà Hân ở trong cái trạng thái let it go tất cả mọi thứ, Hân không có tìm kiếm bất kỳ điều gì ở bên ngoài nữa, mà Hân thật sự peace ở bên trong của mình á, Hân thật sự bình yên với cái cuộc sống của mình, cái cuộc sống hiện tại của mình. Mình chỉ có quanh quẩn với cái công việc của mình làm mọi thứ một mình đi chơi với bạn bè của mình tự đi, mình tự làm, nói chung là mình một mình tất cả mọi thứ, nhưng mà nó rất là đã, kiểu nó rất là tự do. Lúc đó là Hân đi Đà Nẵng, Hân thăm chi nè, xong rồi Hân đi Hà Nội chụp hình nè, mình rất là freedom, mình rất là thoải mái luôn. Và khi mà cái khoảnh khắc mà Hân đặt hết tất cả mọi thứ xuống như vậy thì Hân gặp người yêu hiện tại của Hân bây giờ. Nó khá là kỳ diệu. Từ trước tới giờ kiểu mình cũng hay manifest những cái mà mình muốn để nó phục vụ cho cái cuộc sống và cái mục đích hạnh phúc
của mình cao hơn, tại vì mình biết là mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn và mình sẽ luôn tiến tới như vậy. Mình không bao giờ dừng lại một chỗ, mình không bao giờ cứ settle down như vậy. Có thể mọi người thì khác nhưng mà cái tính của Hân thì như vậy. Những gì mà Hân suy nghĩ về cái mối quan hệ tiếp theo của Hân á, thì lúc đó Hân gặp được Su. Kiểu Hân cũng không ngờ bất thình lình xuất hiện một người nó trùng khớp với tất cả những cái mong muốn của mình như vậy. Và khoảng thời gian đầu tiên lúc mà Hân với Su tìm hiểu nhau á, thì đúng là cái chemistry nó rất là mạnh đó, tại vì mình đã gặp được cái người mà mình hẳn mong muốn, mà nó có những cái chemistry rất là mạnh, và cả Hân và Su đều nhận thấy được là cái mối quan hệ lần này nó sẽ rất là khác. Tại vì trước đây khi mà có vấn đề gì đó là thường có xu hướng trốn tránh, không muốn giải quyết nó, hoặc là cãi sầm lên rồi xong cuối cùng cái chuyện đó nó vẫn ở đó, nó không có giải quyết được. Thì lần này khi mà Hân với Su gặp chuyện thì tất nhiên là cũng sẽ có cãi nhau, cũng sẽ có bất đồng quan điểm với nhau, nhưng mà đến cuối cùng thì hai đứa vẫn ngồi xuống và nói chuyện với nhau để giải quyết cái vấn đề đó. Tại vì khi mà mình đã học được cái cách yêu thương bản thân mình và cái cách mà mình thật sự bình yên khi mà chỉ có một mình đó, những cái cảm xúc và những cái gì đó của người kia nó cũng sẽ không tác động đến mình. Có nghĩa là khi mà người kia giận dữ hay là người kia như thế nào đó, mình vẫn có thể bảo vệ được mình. Mình không có involve vô cái chuyện đó, mình không có trách nhiệm để phải ôm những cái vấn đề của người kia nữa. Thì đó là cái mà Hân thấy mình khác, mình rất khác so với mình của những mối quan hệ trước. Và thêm một cái nữa là cũng không nên kỳ vọng, mình không nên đặt cái kỳ vọng của mình vào bất kỳ ai cả. Vì mình càng đặt kỳ vọng, mình càng hy vọng thì mọi chuyện nó sẽ lại càng khác cái ý muốn của mình. Chỉ đặt áp lực lên mình á, chứ mình đừng có đặt cái áp lực của mình lên người khác đó. Thì Hân đã học rất là nhiều khi mà đã đi qua một mối tình 6 năm như vậy. Cái mối tình 6 năm đó của Hân, Hân rất là trân trọng nó. Kiểu Hân rất là, Hân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hân thay đổi được mình, Hân thay đổi mình tốt hơn, Hân thay đổi mình theo hướng tích cực hơn. Nên khi mà vào một mối quan hệ mới á, Hân phải gọi là kiểu mình cố gắng tối thiểu để giảm tổn thương cho cả hai á. Mình không muốn mình ở trong một cái mối quan hệ toxic nữa, mình không muốn mình ở trong một cái mối quan hệ mà người kia phải chịu đựng mình nữa. Thật sự trước đây Hân là một đứa rất là cáu gắt, Hân rất là dễ nổi nóng, mà nói theo kiểu thẳng thừng luôn là đối phương sẽ cảm thấy là Hân không tôn trọng họ trong cái mối quan hệ đó. Thì đó là cái sai của mình và cái sai rất là lớn. Hân cũng đã học được là mình nên kiềm hãm bớt cái tôi của mình lại, mình nên kiên nhẫn, mình nên học cách kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Thật sự thì Hân đã không học những bài học đó tốt, Hân đã không học những bài học đó triệt để khi mà ở trong cái mối quan hệ đó. Nên là nhiều lúc Hân cảm thấy là mình rất là tệ với cái người kia á. Tại vì người kia đã phải chịu đựng mình quá nhiều, người kia đã phải vì mình quá nhiều. Không thể nào mà tiếp tục đối xử với một người rất là thương mình theo cái cách đó được. Mình không thể tiếp tục tổn thương người ta được. Khi mà Hân nhận ra điều đó, cái mối quan hệ đó nó cũng gần đi đến kết thúc rồi. Giống như cả hai đều biết là không thể nào tiếp tục đi với nhau nữa. Vì cái lý tưởng của cả hai khác nhau, vì cái con đường của cả hai khác nhau rồi. Như Hân đã nói hồi nãy, Hân là một đứa lúc nào cũng muốn mọi thứ tiếp tục đi về phía trước. Hân phải luôn tiến lên, Hân phải luôn phát triển bản thân, Hân phải tiếp tục trau dồi bản thân. Cho nên là Hân không thể nào cứ ở yên mãi một chỗ. Thì khi mà cái lý tưởng của cả hai nó đã không còn match với nhau nữa, cái con đường của cả hai nó cũng không còn liên kết được với nhau nữa, thì tụi Hân đã quyết định dừng lại mối quan hệ này. Đó là cái lý do mà Hân và Tin chia tay. Khi mà Hân official quen Su, thời gian đầu tụi mình khá là tốt, mọi chuyện khá là tốt. Có một vài khoảnh khắc nó sẽ back lại, nó sẽ làm mình có lại cái cảm giác cũ, kiểu như là mình lại tiếp tục xấu tính rồi, mình lại tiếp tục thể hiện ra là mình đẩy người ta đi, mình không muốn người ta đến gần mình không muốn người ta bước vào cuộc sống của mình, tại vì mình phòng vệ quá nhiều á. Cái kiểu mà mình biết là mình rất là yêu người đó nhưng mà mình lúc nào cũng đẩy người ta ra. Hơn nghĩ là chắc ai cũng bị cái tình trạng này, tại vì cái tôi của mình quá lớn và mình không quen nói ra những lời yêu thương, mình không quen nói ra những cái lời ngọt ngào. Tại vì từ trước tới giờ mình đã là một đứa lúc nào cũng cục xúc, mình là một người lúc nào cũng cứng nhắc rồi. Thì khi mà có một ai đó đến và dạy cho mình phải mềm mỏng, mình phải thể hiện ra cái tính nữ của mình, cái phòng vệ cá nhân nó tự nhiên nó auto nó bật lên thôi. Hân cũng lại tiếp tục học, và lần này thì Hân đón nhận những cái điều đó nó đến với mình một cách tự nhiên. Hân chấp nhận là mình nên sửa cái phần này, Hân thấy mình sai chỗ này, Hân biết mình sai. Và tuy là cái khoảnh khắc đó Hân chưa thể nào thay đổi được liền, nhưng mà chỗ mình sẽ tự ghi nhận vào bên trong của mình, và mình phải làm việc lại với bản thân mình rất là nhiều. Thì đó cũng là cái mà mấu chốt quan trọng nhất để có thể một mối quan hệ có thể bền lâu với mình, là cả hai đều phải thay đổi.
cả hai đều cần phải làm việc với bản thân của họ để họ có thể trở nên tốt hơn và người kia cũng có thể trở nên tốt hơn, nhưng mà không ai can thiệp vào cái việc đó hết. Không ai can thiệp vào cái quá trình người kia thay đổi hay là vào cái quá trình mà người kia cần phải thay đổi. Mình không đặt kỳ vọng nữa, mình không muốn người ta áp lực và mình cũng không muốn đặt cái áp lực của mình lên cho người ta. Nếu như mà cả hai thật sự trân trọng cái mối quan hệ này, cả hai thật sự thương nhau, yêu nhau thì tự mỗi người sẽ có cách làm việc với bản thân mình để thay đổi mình và để cùng nhau trở nên tốt hơn. Đó luôn là cái quan trọng nhất khi mà ở trong một mối quan hệ, là cả hai đều tự nguyện để thay đổi, để trở nên tốt hơn, chứ không phải là vì người kia muốn mình như thế này, vì người kia muốn mình như thế kia. Nếu mình có thể nhận ra được những cái điều đó thì mình đã phải vật vã rất là nhiều, mình đã phải đi qua những cái đau đớn, những cái tổn thương rất là nhiều. Và cái cách mà chữa lành tốt nhất vẫn chính là quay trở về bên trong mình và nói chuyện với mình, rồi không bắt đầu nhảy số kiểu tự suy nghĩ hoặc là không viết ra hôm nay mình đã có những cái thái độ như thế này, tại sao mình lại có những cái thái độ đó, cái việc gì đã dẫn đến mình phải thể hiện cái thái độ đó ra, hôm nay mình đã vô tình bị bắt lại những cái cảm xúc như thế nào và tại sao những cái cảm xúc đó vẫn còn làm phiền tới mình đó. Không ngồi không viết ra và không ngồi không phân tích ra, không phân tích chính những cái suy nghĩ của mình. Qua cái khoảng thời gian mà tự làm việc với bản thân như vậy thì mình lại hiểu mình hơn, mình hiểu cái nguồn cơn mất kiểm soát của mình hiểu cái cơn giận của mình hiểu cái nỗi thất vọng của mình hiểu tại sao mình vẫn tổn thương. Rồi đó, mình cứ từng chút một làm việc với bản thân như vậy thôi và cho mình được nghỉ ngơi. Sẽ không sao cả nếu như mà bạn chưa giải quyết được tất cả mọi chuyện. Đây là một cái hành trình, nó là một cái quá trình rất là dài và bạn sẽ luôn phải đối mặt với nó. Như mình không thể nào mà một cái cắt đứt nó được. Nó sẽ đi theo mình qua từng chặng đường và mỗi chặng đường nó sẽ quay lại, nó test mình là mình đã học được cái bài học đó chưa, mình đã có một cái nhận thức mới về cái việc đó hay chưa, hay là cái cách mà mình đối diện với nó, cái cách mà mình đón nhận nó vẫn y như những lần trước, thì nó sẽ luôn quay lại, nó test mình. Nếu mà mình chưa học xong cái bài học đó, tới một cái khoảng thời gian nào đó, một cái cột mốc nào đó, cái bài học đó nó lại quay trở lại, nó đòi hỏi mình là mình đã qua được cái bài test này hay chưa vậy đó. Nếu như bạn luôn thắc mắc là tại sao mình lúc nào cũng gặp trap boy nè, gặp bad boy, mình nên đặt lại câu hỏi là tại sao mình luôn thu hút những người không tốt đến với mình, tại sao mình luôn thu hút những người có thể làm tổn thương đến cảm xúc của mình, đến với cuộc sống của mình. Có phải là sâu ở trong tâm khảm của mình là mình muốn thay đổi họ hay không? Mình có một cái niềm tin là mình có thể thay đổi được một con người trở nên tốt hơn, và phân tích tiếp là tại sao mình phải thay đổi những người đó trở nên tốt hơn để làm gì. Đó là cái cách mà bạn muốn mình được công nhận, đó là cái cách mà bạn mong muốn mình trở nên khác biệt so với tất cả những bạn nữ khác, có đúng như vậy không? Có nghĩa là tất cả mọi thứ nó đến từ cái lòng tham của mình đó. Cái đó cũng là một dạng tham mà, giống như là mình muốn mình khác biệt, mình muốn mình có thể thay đổi người này, mình muốn mình sẽ là người khiến người ta thay đổi, tại vì mình đã đặt kỳ vọng lên người ta, mình đặt cái kỳ vọng của mình lên người ta, thì cái người đó, cái người mà nhận được cái kỳ vọng đó rất là tự nhiên thôi, người ta sẽ không làm theo ý của mình, sẽ không bao giờ theo ý của mình được. Và bạn nên thất vọng, bạn nên cảm thấy thất vọng thật nhiều để học được là mình không nên kỳ vọng bất kỳ điều gì nữa. Cái cách mà mình quan sát mình nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi, nó rất là gần gũi, nó rất là dễ thực hiện, nhưng mà chỉ là mình có chịu đối mặt với những cái bóng tối đó của mình hay không, mình có chịu thừa nhận cái sai của mình hay không, mình có chịu nhìn thẳng vào cái sai của mình hay không, hay là những cái khiếm khuyết của mình hay không. Mình không thể nào cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh hay là cho người khác, mình không thể nào cứ tiếp tục nhận mình là nạn nhân được nữa, trong khi mình cũng chính là một trong những cái nguyên nhân để cái chuyện đó hoặc là để một cái vấn đề nào đó nó xảy ra. Thì đó chính là những cái mà Hân đã học được trong suốt một cái hành trình dài như vậy. Như bạn hỏi Hân là thức tỉnh tâm linh là như thế nào, thì với Hân thức tỉnh tâm linh nó là những cái nhỏ như thế, nó không phải là những cái mà cao siêu như là giác ngộ hay là chánh niệm, là những cái đến từ bên trong của mình. Khi mà mình nhận ra, nhận thức được một cái điều gì đó và mình học cách chuyển hóa nó, mình học cách đón nhận những cái bài học đó, thì đó cũng là một dạng thức tỉnh tâm linh với Hân. Thì hy vọng là trong tất cả những chuyện xảy ra với bạn thì bạn vẫn sẽ học cách tha thứ cho chính mình và học cách chuyển hóa cái nhận thức của mình để sau này nào đó khá là mệt mỏi hay là khá là xấu xí, áp lực nó xảy đến với mình thì mình vẫn đủ bình tĩnh để mình có thể bước qua nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cảm ơn các bạn vì đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Chúc các bạn ngày tốt lành.
với nhiều ánh sáng và tình yêu. Bye.